kết thúc hành trình với chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, dàn diễn viên chính của phim đã có những chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân thu hút sự quan tâm từ khán giả và cư dân mạng. Diễn viên Lã Thành Huyền chia sẻ, tập cuối cùng happy ending cho tất cả mọi người, những người yêu nhau rồi sẽ về với nhau, khép lại 40 tập phim và rất nhiều cảm xúc. Trước đó, diễn viên Việt Anh cũng có thông thái chia tay phim. Thông báo khẩn, hành trình vợ cũ, người yêu cũ sẽ kết thúc, khép lại một kỷ niệm đẹp nhiều buồn vui, tạm biệt và cảm ơn ekip cũng như khán giả đã ủng hộ cho bộ phim. Tuy nhiên, nếu không có gì thay đổi thì tháng sau tôi lại có vợ mới cả nhà nhé. Nhưng đó là việc của tháng sau, còn tối nay chúng ta enjoy nốt cái moment này nhé. Về phía Quỳnh Nga, đính kèm loạt ảnh đóng máy tưng bừng cùng loạt hậu trường đầy kỷ niệm, cô viết, ngày hôm qua còn là nàng tiên cá chứ hôm nay đã hóa bà bầu rồi nhé cả nhà. Trông thế chứ Minh Minh bầu vẫn xinh đấy chứ ạ, cả một bầu trời kỷ niệm với chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ. Vậy là tối nay tập cuối của bộ phim sẽ lên sóng, bao nhiêu tình cảm của khán giả dành cho vai diễn đều làm mình cực kỳ xúc động. Nữ diễn viên không quên gửi lời cảm ơn tới ekip sản xuất cùng khán giả truyền hình và hẹn gặp lại ở một dự án khác. Diễn viên Đào Chí Nhân cũng có chia sẻ nhiều cảm xúc sau lần tái xuất trở lại với phim truyền hình. Gặp nhau, yêu nhau, làm nhau tổn thương, xa nhau để rồi trở về bên nhau. Từ người lạ thành người yêu rồi là người cũ, rồi về chung một nhà. Mọi cung bậc cảm xúc từ sự biến đổi của những mối quan hệ nhưng rồi nhờ có tình người cùng sự tử tế, mọi tổn thương sẽ được xoa dịu để cùng nhau hướng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.